Mà Lâm nghĩ là cái tên này cũng rất là hợp với một cái bài thi của Minh Quang. Tại vì cái tên này hợp với Hoài Lâm là bao giờ thì mình mới biết tương tư. Bây giờ mình chưa tương tư, nhưng mà trong lời thì đã yêu rồi. Mời quý vị nghe bài hát đúng tên, bao giờ biết tương tư. Ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết dồn dập buồn vui đời em dưới mưa. Vắng như lòng dễ tình yêu lắm tay, rồi biết quên câu cười, biết cho đôi rằng lệ rơi. Lòng tôi đã biết yêu em rồi, ôm mối tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đào hoa, tình yêu là trái bóng. Tôi biết rằng cần vào miệng môi ngọt đắng. Là trôi chất cuối cùng, giấc mơ nào ngủ. Đủ 3 phút rồi đó chị ơi. Xong chưa? Thân bạch xin kính chào quý vị và... Phải Lâm xin... Ok, và bây giờ là phần trình diễn của Mia và Vương Hà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có một món quà nhỏ nhỏ để gửi tặng Lâm với lại các bạn, hy vọng là các bạn sẽ thích. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Nhiều sự cố lại cho Hoài Lâm. Ráng cực. Thôi cùng chị mà. Hồi nãy giờ chị chưa hát đúng không? Đang em giữ điện thoại cho em. Cứ là em sợ chị đi đó. Cảm ơn Vương Khang, cảm ơn Mia. Nhưng mà sẵn đây có hai bạn ở trên sân khấu. Anh thì bên Quân muốn mời hai bạn cùng đáng lại. Vì giờ phút này chúng ta sẽ có một cái phần rút thăm may mắn và sẽ có 5 tấm vé dành cho 5 bạn may mắn để tham dự cái vòng chung kết của gương mặt thân quen ha. Rồi, bây giờ như vậy, để không có thời gian, Phương Khang sẽ bốc dừa anh Minh Quân 2 thăm để chọn ra hai bạn may mắn nha. Rồi, trộn lên ha. Rớt ha. Rồi ha, rồi, Mỹ A sẽ là 2 thăm. Rồi, Hoài Lâm. Hoài Lâm sẽ bốc 1 thăm là mình sẽ đủ 5 tấm vé dành cho 5 bạn. Rồi, thế là mình đã chọn được 5 phiếu thăm rồi đúng không ạ? Bây giờ xin được mời Hoài Lâm sẽ mở phiếu thăm của mình và xem rằng trong đó là con số bao nhiêu dành cho người may mắn đầu tiên. 1053. Ủa, chỉ có 200 người thôi mà. À, chắc giỡn đó. 145. Chúc mừng bạn nào có con số 145. Có không ạ? 145. Mỗi phiếu như vậy mình sẽ đọc 3 lần. Nếu không có, mình sẽ hủy, mình bốc một phiếu khác. Yeah, okay. Xin lặp lại lần nữa. 145 lần thứ nhất. 145 lần thứ hai. Và 145 lần thứ mình nghĩ thế này. Rồi, đã có phiếu khác. Rồi, đã có phiếu khác nha. Rồi, bước khác. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. Con số gì đây là con mấy? 27. Trời, số 27 quá ơi. Hay quá. Con số 027 đúng không Vương Nga? Là 27 rồi. 27 rồi. Bây giờ bạn đứng bên đây nha. Bạn đây rồi. Đợi một chút xíu nha. Rồi. Còn 3 tấm. Xin được mời đi anh. Số gì ra cả ra con hai con mày. 122. Anh nghĩ là nữa mà sau này mà em không còn đi hát được, đọc lô tô được đó. 122. 122 lần thứ nhất. 122 lần thứ hai. Không. Rồi nào mời bạn. 122. Đồng phiếu đồng. Thế là mình đã có được hai bạn rồi. Bây giờ tiếp tục nha. Trở lại. Em đứng đi bạn nha. Xin mời Vương Khang. Trở lại con số của Vương Khang. Số bao nhiêu em? Phải hát một bài mới được. Bạn nào giữ chỉ có một con số thôi. Nhất. Bạn nào? Bạn nào? Số 6. Có không? Các bạn nào giữ số 6? 6 ơi. Có không? Cái số 6 không? Số 6. 06 lần thứ nhất. Trời, số 6 không có mà 06 mới có. Anh mới đọc rõ ra. Lên liền. Có không bạn? Để không có thời gian các bạn. Số 6 có không? Có, nhanh chân lên bạn. Nhanh chân lên nha. À, không được đi đúng không? Rồi để còn mất thời gian. Như vậy là bạn là không sáng lắm, mình sẽ kiểm tra lại lần nữa có đúng không không nha. Rồi bạn vẫn lên đây, bạn lên đây. Rồi xin được bạn Mỹ A, con số của em là số mấy? Dạ 431. 4 1. Trời ơi bà này. Đồng ngược luôn đi. 134. 134 lần thứ nhất. 134 lần thứ hai. Và 134 lần thứ ba. Xin hủy vé. Thế là mình đã phải có hai vé phải bỏ rồi. Bây giờ mình sẽ bốc lại. Mời Trang bốc anh thăm đi. Hai luôn đi cho nó lẹ. Một rồi. Số nhiêu em?
số 02. 203. 203. 203. Các bạn nào có không? 203 lần thứ nhất. Có không? Nhanh xuống em. Cầm chữ một chục tờ đi. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ còn một phiếu nữa thôi. Phiếu này, mày lần. Thì em con số đầu tiên không may mắn, em phải lấy số khác thôi. Số bao nhiêu? Bốn gì đây con, bốn gì đây con, đang mà con mấy con, bốn cái gì đây? Số bao nhiêu năm gì đây con? 41. 41. Số 41 các bạn. 41 là thứ nhất, 41 thứ hai, 41 thứ ba. Rồi, cảm ơn bạn. Thế là chúng ta, mời bạn lên sân khấu đi ạ. Thế là chúng ta có 5 bạn đã may mắn nhận được tấm vé để tham dự vòng chung kết như bạn tên quen. Và một lát đây thì, vì bây giờ vé chưa có, cho nên rằng các bạn sẽ vui lòng để lại thông tin của mình vào bên trong nha, gặp chị Trang để gửi lại thông tin của mình. Và khi có vé rồi, chị Trang sẽ phone cho các bạn để nhận vé. Được chưa nào? Anh khách mời có vé không? Khách mời hay em? Hên xui. À, cái gì anh? Rồi, cảm ơn các bạn nhé, và mời các bạn vào trong để chúng ta sẽ lấy thông tin của cho nhau. Và bây giờ thì tụi em đứng lên hay xuống ghế ngồi? À, xuống ghế. Rồi, cảm ơn. Một tràng rất là nữ dành cho Tido và Mia. Thưa các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta